Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video cũng như là chốt đơn những cái sản phẩm của bên cửa hàng. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục cửa hàng tôi về cho anh em những cái lô đẩy 3 kênh dòng chơi gia đình. Cái phân khúc này thì giá thành rất là hợp lý cho anh em, tôi sẽ báo giá cho anh em cụ thể ở cuối video nhé. Hiện tại thì tôi đang về cho anh em cái lô đẩy 3 kênh của DG và cái mã của nó là TK4503. Với cái dòng này thì nó thương hiệu của Nhật anh em nhé. Hiện tại thì đang về cái lô 3 kênh thì sẽ có những cái lô 4 kênh hay 5 kênh thì về để phục vụ anh em. Thì với công suất con này thì nó là 600W kênh anh em nhé. 600W kênh thì anh em có thể ghép được từ những cái dòng loa B3, X15i, dòng côn bát 40, côn 100. Nói chung là con này thì để anh em có thể đánh được một cặp 40 và một quả sút hơi 40. Phân khúc này thì anh em có thể ghép kẹo kéo được bởi vì mạch con này tiếng rất là dày luôn. Anh em đã được thưởng thức chất nhạc của con này thì với cái giải bát của nó lên rất là sâu. Và cái giải chung của nó rất là đều nhé. Và giải lời của nó đấy, giải lời của nó rất là sáng luôn. Với cái mạch này thì là mạch class H có vỉ cắm chân nên là rất là đẹp cho anh em. Thì với mặt hình thức mặt đằng trước thì anh em đã biết là với con đẩy này thì nó size 2U rồi. Size 2U và nó sử dụng 3 kênh độc lập cho anh em và kênh 1, kênh 2 để có chế độ đánh chập kênh cho anh em nhé. Kênh 3 thì nếu anh em không muốn đánh súp hơi thì anh em có thể ghép thêm được một cặp loa lời từ 20 này, 16 hoặc là 25 để anh em có thể ghép vào kênh thứ 3 này để tăng cái chất nhạc của nó lên cũng như là tăng cái độ giải lời của nó lên cao, vì con này thì với cái chất nhạc của nó đã hay rồi thì anh em có thể ghép thêm, nếu mà có súp điện rồi thì anh em có thể ghép thêm một kênh. Ví dụ là với cái dòng 3 kênh này thì anh em có thể ghép được kẹo kéo, ví dụ đi đánh một cặp 40, một quả súp hơi 40 là được. Và giá thành của nó rất là hợp lý, thương hiệu thì thương hiệu lớn rồi anh em nhé. Thương hiệu lớn rồi. Và anh em thích những cái mẫu 4 kênh, 5 kênh thì cái thương hiệu DG này thì mấy hôm nữa thì cửa hàng sẽ về thông báo cho anh em và sẽ báo giá cụ thể để anh em có thể tham khảo nhé. Thì hiện tại thì tôi đang bỏ 2 chiếc ra. 2 chiếc này thì sẽ quay video trực tiếp cho anh em cũng như là mở ruột gan cho anh em để anh em có thể tham khảo nhé. Tham khảo. Thì đầu tiên thì với con này thì với thương hiệu lớn, nguồn con này là nguồn đồng anh em nhé. Nguồn đồng và đường kính con này là khoảng 18cm. 18cm với mạch class H có bù áp anh em nhé. Bù áp. Dòng sò này thì sử dụng dòng sò NG với kép cho anh em. Nói chung là dòng sò NG tiếng rất sáng. Mạch con này thì mạch vỉ cắm chân này. Cái phần tụ của nó anh em thấy từ những cái chân trở này. Nó vẫn còn sáng này. Mạch rất là dày nhé. Cái mạch này là mạch hai lớp. Nên là cái vấn đề là thay thế hay là lỗi nhỏ sửa chữa thì anh em khắc phục rất là dễ. Tụ con này thì nó sẽ phân chia ra nó hai loại tụ, một tụ to, một tụ nhỏ. Tụ to thì dung lượng của nó, nói chung dung lượng rất là cao, tụ 100V này rất là ổn định rồi. Và tụ xuống 80V, nói chung là cái dòng này thì tụ trên 80V hết nha anh em nhé, trên 80V. Nói chung là hàng máy móc thì sạch sẽ, đẹp cho anh em, và sử dụng hai quạt gió. Và bên này là cái bo công suất ở bên kênh để anh em đánh center hay đánh súng hơi cũng rất là hợp lý rồi. Thì mặt mũi con này cũng rất đẹp rồi, chuyển sang con này để quay cho anh em. Đấy, con này thì nó cũng như vậy anh em nhé. Nói chung là hàng về số lượng đợt này thì không được nhiều nhưng mà hàng đẹp cho anh em. Từ những cái dòng đời 3 kênh, 4 kênh hay 5 kênh.
Thì với cái mã 4 kênh 5 kênh thì bên cửa hàng sẽ lên video sau cho anh em, và cũng như báo giá ở cái phân khúc gia đình cho anh em nhé. Con này thì chơi gia đình hay là chơi một cặp 40, một quả súp hơi, anh em chơi kẹo kéo cũng rất là hợp lý. Đây là tín hiệu đằng sau, thì con này nó sử dụng toàn bộ bằng cái đường giao loa, thì bằng cái giắc cọc này, giắc siết loa này. Với giắc siết loa này khi anh em cố định thì nó tránh tình trạng là bị mo ve, cũng như là di chuyển với lại, mình hạn chế di chuyển với lại thì mình sẽ dùng giắc siết loa này. Và với kênh 1 kênh 2 thì anh em có thể chập kênh thì anh em sẽ nối cầu hai cầu chung vào, và nó có 3 tín hiệu vào và 3 tín hiệu ra. Nói chung là dưới này thì anh em sử dụng vang cơ thì anh em xuống cũng rất là chuẩn luôn, cũng hai đường chính là đường full và một đường súp hay đường center, thì nó đầy đủ các cổng cho anh em. Rồi ok, thì cuối cùng thì sẽ báo giá cụ thể cho anh em những chiếc đẩy 3 kênh DG, mã sản phẩm TK4503, dòng thương hiệu của Nhật và công suất 600W một kênh, thì đang có giá cho anh em là 3.800.000 nhé. Nói chung là mỗi cái mẫu 3 kênh mà rẻ này thì cũng rất là hiếm, mà hàng này hàng xịn anh em nhé. Chi tiết thông tin mua hàng anh em liên hệ trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855809, và hẹn lại anh em trong video tiếp theo.